Hey everyone, I'm Hannah from IELTS Hannah. Welcome you to Real Grammar, or the most common grammatical structures that we use in English communication. And in today's lesson, we're gonna learn the formula I'm not sure if, whether, subject and verb. Now, let's get started. Xin chào các bạn, và trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học một mẫu ngữ pháp ứng dụng rất là nhiều trong giao tiếp, đó là mẫu I'm not sure if, whether, subject plus verb. Cấu trúc này có nghĩa là tôi không chắc liệu, và tôi không chắc liệu mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Chúng ta thể hiện sự không chắc chắn về một vấn đề nào đó. Ví dụ như là tôi không chắc là anh ấy có nhớ ngày sinh nhật của tôi không, vân vân. Từ if và từ whether ở đây có nghĩa là liệu có hay không. Thực ra nó là dạng câu hỏi tường thuật đó các bạn ha. Ví dụ như là tường thuật cho câu hỏi mà có từ để hỏi, WH question. Ví dụ tôi không biết cô ấy là ai, I don't know who she is, thì chúng ta sẽ dùng từ who ha, sau đó là subject and verb ha. Còn trong mẫu khi mà chúng ta tường thuật dạng câu hỏi yes no question, ví dụ tôi không biết anh ấy có yêu tôi hay không đó. I don't know, khi đó mình sẽ phải dùng if or whether. I don't know whether she loves me or not, ví dụ như thế. Thì để tương thuộc cho câu hỏi yes no question, tức là câu hỏi không có từ để hỏi, thì chúng ta sẽ mượn từ if hoặc là từ whether đó. Và if ở đây không phải là nếu, nó không phải là câu điều kiện, nhưng nó là một dạng của câu tường thuật, dạng câu hỏi yes no question. Chính vì vậy chúng ta sẽ dịch là tôi không chắc hoặc là tôi không biết liệu hay không. Các bạn có thể thêm từ or not ở cuối câu, or not, hoặc là không thêm cũng được, thì ý nghĩa của nó vẫn như thế. Bây giờ chúng ta cùng áp dụng thực hành các ví dụ dưới đây. Number 1, tôi không chắc liệu cô ấy có biết chuyện đó hay không. Các bạn thử luyện tập nào. I'm not sure if or whether. Sau đó, động từ ở đây chúng ta sử dụng modal verbs, will, can, hoặc là chúng ta sử dụng present tense, thì hiện tại đơn bình thường thôi. Tôi không chắc liệu cô ấy có biết. Ở đây thì mình dùng hiện tại đơn đi ha. I'm not sure whether she knows. Như vậy knows sẽ thêm s, đúng không nào? She knows that matter. I'm not sure if or whether she knows that matter. Number 2. Tôi không chắc liệu tôi có thể đậu kỳ thi hay không. Đậu kỳ thi thì vì cái cụm này cô đã đặt cho các bạn rất nhiều ví dụ trong những formula trước ha. I'm not sure whether I can pass the exam. Number 3, tôi không chắc liệu tôi có ngày nghỉ hay không. Ví dụ ngày lễ 29 sắp tới, tôi không chắc là tôi có ngày nghỉ hay không. Tôi có được nghỉ bù hay không, hay nghỉ thêm ngày hay không. I'm not sure if or whether I have a day off. I have a day off. And number 4, tôi không chắc liệu tôi có thể mượn bạn ít tiền được hay không. I'm not sure whether I can lend you some money. Mượn ai đó, vay ai đó cái gì tiền thì mình có cấu trúc là lend somebody something ha, lend somebody something. Như vậy các bạn có thể nhìn thấy là sau whether, if thì chúng ta có thể đặt các câu và chúng ta sử dụng từ hiện tại đơn, ví dụ như she knows. Chúng ta có thể sử dụng modal verb, ví dụ như I can, I will, I can, vân vân ha. Now let's practice. Bây giờ đến lượt các bạn thực hành nhé. Number 1, tôi không chắc liệu anh ấy có nhớ ngày sinh nhật của tôi hay không. Number 2, tôi không chắc liệu trời có mưa, trời sẽ mưa hay không. Đang mùa mưa ha, mình không chắc là liệu trời sẽ mưa hay không. Number 3, tôi không chắc là liệu các bạn có thích các videos của tôi hay không ha. Các bạn làm cho cô bé ví dụ này trong khoảng 2 phút nha. Suy nghĩ trong đầu luôn cũng được. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục so sánh đáp án của mình với đáp án của cô như bên dưới đây nhé. Number 1, I'm not sure if or whether he remembers my birthday. Anh ấy có nhớ ngày sinh của tôi hay không, tôi không chắc ha. Number 2, I'm not sure if or whether it will rain. And number 3, I'm not sure if whether you like my videos. Thực sự cô không chắc là các bạn có thích videos của cô hay không. Hãy để cho cô câu trả lời trong phần bình luận phía dưới nhé. Và các bạn hãy tiếp tục tự đặt cho mình những mẫu câu trong giao tiếp nó liên quan tới tình huống và cuộc sống của mình ấy, thì càng tốt các bạn sẽ càng nhớ được mẫu câu này, và khi đó chúng ta sẽ giao tiếp sành điệu hơn và không bị sai ngữ pháp.
Now that's it for today's lesson. If you like this video, be sure to click on the share or subscribe buttons or even leave the comment. Don't forget to review all the lessons I have prepared for you. Goodbye for now. I'll see you next time.